em xin chào các bác em ở bên lương âm thanh lương audio thì bên em thì chuyên cung cấp cho các bác những cái sản phẩm những cái thiết bị mà phục vụ âm thanh hát karaoke với rất nhiều những cái thiết bị khác nhau thì thưa các bác là bên em là bên đại lý phân phối của một số hãng thành ra là có rất nhiều những cái chủng loại model về cái lĩnh vực mà thiết bị karaoke thì bác nào có nhu cầu thì các bác sẽ liên hệ với bên em qua số điện thoại là 0988646683 thì thưa các bác ở đây là những cái dòng sản phẩm ví dụ như là vang cơ vang số mic không dây quản lý nguồn và ở bên đây nữa là những cái dòng cục đẩy công suất rồi những cái loa full rồi những cái loa súp Đấy thì bác nào có nhu cầu thì liên hệ với bên em qua số điện thoại là 0988 646683. à, Thì thưa các bác đây là một cái video mà Tết Hàng à, gửi cho một cái bác khách ở bên Phú Thọ à, Là cái bác à, anh Đào Công Huân, anh Đào Công Huân ở bên Lâm Thao Phú Thọ Thì cái người nhận hàng ở bên Lâm Thao Phú Thọ các bác nhé Còn cái anh Đào Công Huân này thì anh ấy đang công tác ở bên nước ngoài thì anh ấy có mua cái sản phẩm hai cái sản phẩm anh đặt lấy ở bên em hai cái sản phẩm thứ nhất là một cái con đẩy hai kênh đến từ thương hiệu là PS Audio hàng chính hãng của PS Audio và mã của nó là con TD450 đẩy hai kênh mã của nó là TD450 và đến từ thương hiệu là PS Audio à, tiếp đến cũng là một cái sản phẩm đến từ thương hiệu PS Audio đó là một cái bộ mic không dây bộ mic không dây mã của nó là con VK8 và cũng là từ thứ thương hiệu là PS Audio đây mã là VK8 thì đây là một cái video mà test hàng trước khi gửi đi cho khách hàng. Thì bác khách này thì bác ấy mua và nhờ người nhà nhận ở bên Việt Nam và gửi cho các bác khách này ở bên nước ngoài. Thì bác ấy yêu cầu là bên em là làm cái video nó chi tiết ở trong cái trường hợp là cái con đẩy này nó sẽ lắp vào một đôi loa full bass 30. Vì bác ấy bảo là bác ở công tác ở bên kia thì phòng của bác ấy cũng sử dụng là một đôi loa full bass 30. Và trong trường hợp cụ thể là em đang sử dụng cái đôi full bass 30 ở cái màu vàng vàng ở trên cái nhá. Chút nữa thì em ghép vào cái con này đó và các em cũng thử luôn cho bác khách này cái bộ uh, mic uh, vk8 và sử dụng cái con vang ở đây thì em cũng sử dụng một cái con vang mà đang là cái vang mà rẻ tiền nhất nhưng mà lại hay nhất và đáng sử dụng nhất hiện giờ bán chạy nhất hiện giờ và là một cái phiên bản nâng cấp đó là con vang sv20 uh, phiên bản nâng cấp so với cái phiên bản là sv12 thì với bên em thì cũng như trên thị trường thì vừa rồi ở bên PS Audio thì rất là đình đám với cả cái mẫu sản phẩm là con SV12. Đấy, một con vang cơ SV12 là bán vô cùng chạy và các bác khách nào khi nhận được hàng thì cũng rất là ngợi. Ở cái chỗ là nó rẻ tiền nhưng mà nó lại hay. Đấy, thì đây là một cái phiên bản tiếp theo sau con SV12 đó là phiên bản nâng cấp là con SV20. Thì để em đánh giá cái cái sản phẩm này thì nó sẽ hội tụ những cái gì? thứ nhất là giá thành rẻ thứ hai là sau cái giá thành rẻ thì nó là một cái chất lượng hàng đảm bảo chất lượng hàng tốt tiếng nó rất là hay rất là dễ sử dụng và có đầy đủ tất cả những cái tính năng đời mới cần thiết nhất bây giờ đấy thì bên em cũng mang cái sản phẩm này ra em uh, uh, giới thiệu cho các bác và cái dòng mà uh, uh, sản phẩm là sv20 thì số lượng hàng bên em nhập về rất là nhiều vì bên em là bên đại lý phân phối thì số lượng hàng nhập rất là nhiều các bác sẽ thấy đây là dòng sv20 mới về thôi nhưng mà số lượng hàng rất là nhiều các bác nhé số lượng hàng rất là nhiều đây, các bác sẽ thấy là mấy thùng SV20 được cơ, có rất là nhiều thùng SV20 nữa. Đấy và giá thành thì rất là hấp dẫn cho các bác và đảm bảo các bác là 100% đó là hàng chính hãng. Và khi mà mua bên em thì em sẽ tặng kèm cho các bác cực kỳ nhiều dây rắc, dây quát quang 3m này, dây ca lông, dây AV, dây rắc súp đầy đủ hết luôn các bác về cho các bác chỉ việc lắp ráp thôi. Và bây giờ thì cụ thể là em sẽ đưa cái con đẩy ra để thợ giới thiệu cho các bác này. À, cũng là một cái video mà test hàng gửi đi cho các bác khách này. À, thì à, bác khách này thì bác ở bên à, nước ngoài Thành ra là khi mà gửi sang bên đấy thì rõ ràng là khi mà gửi thì chúng ta phải à, test rất là cẩn thận. Phải sang bên đấy thì à, cái 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 tiền cước vận chuyển cũng như là cái chi phí vận chuyển cũng như là cái công mà vận chuyển sang bên đấy thì nó rất là phức tạp. Nó rất là tốn công, thành ra là em cũng phải rất là cẩn thận cho các bác khách này. À, hàng chính hãng của PS Audio đẩy hai kênh, mã của nó là TD450. À con này theo khuyến nghị của công ty là nó đẩy hai kênh và mỗi kênh công suất của nó là 450W các bác nhé nguyên đai nguyên kiện từ chính hãng của PS Audio à, chung thử đặt luôn cái hai anh em đặt luôn cái này lên cân đi để bác khách này bác biết là ví dụ như vận chuyển thì biết biết là cái, cái, cái sản phẩm này là nó bao nhiêu cân cả bao bì của nó rơi vào 15 kg này mình cũng đo qua luôn cái kích thước đi Đo qua luôn cái kích thước đóng gói à, đây ví dụ như cụ thể các bác sẽ nhìn thấy kích thước này cái chiều này của nó là 62 phân này 62 phân này cái bề dày ở đây là 15 phân này à, chiều sâu Uh, chiều sâu ở đây là 57 phân đấy một số những cái thông tin uh, rồi Bây giờ em sẽ đưa cái sản phẩm này ra để uh, chi tiết hơn cái sản phẩm này nhắc lại các bác là nó là, là hàng chính hãng của PS audio PS audio thì uh, PS audio thì hiện giờ tại cái thời điểm tháng 3 năm 2022 thì đó là một cái thương hiệu mà uh, do người Việt Nam thương hiệu của người Việt Nam và được người dùng đánh giá rất là cao với cái sản phẩm này và trên thị trường thì có rất nhiều những cái đơn vị bán hàng của PS Audio này, không những bên em mà còn rất rất nhiều những cái bên đơn vị bán đồ điện tử bán hàng đã bán hàng của PS Audio và khi mà khách hàng mà đặt những cái sản phẩm này, mua cái sản phẩm này về thì các bác rất là là gật đầu vì thứ nhất là cái giá thành của PS Audio thì nó rất là vừa túi tiền với người thị trường Việt Nam. Ở đây thì cái quyển sách hướng dẫn sử dụng thì nó sẽ chung cho bốn mã. Thứ nhất là con TD450 này, TD650, TD850 và TD1100 đấy thì mỗi mã thì nó sẽ tương đương một cái công suất khác nhau đấy, thì cái form vỏ cái form vỏ thì nó giống y xì như các bác nhá. nhưng mà cái linh kiện ở bên trong nó khác nhau đấy thì ra là công suất của nó khác nhau và giá thành của nó khác nhau ở đây thì đặt lên cân các bác nhé đặt lên cân thì cái sản phẩm này khi ví dụ máy không của nó thì nó rơi vào chỉ có máy không thì nó rơi vào tầm 13 kg ở đây thì em cũng quay qua một lượt về cái phần hình thức ở đây lê bóc cái con đây em cũng bóc cái con vang này ra các bác nhá. giới thiệu luôn các bác con vang này À, con vang này thì em đánh giá là tại cái thị trường Việt Nam hiện giờ mà để mà các bác mà chi phí nhỏ nhất, chi phí rẻ nhất nhưng mà các bác được một cái sản phẩm mà à, con vang mà giá thành à, rẻ, mà chất lượng hàng ok, tốt nhất, tiếng hay nhất, đáng sử dụng nhất thì các bác sẽ sử dụng con này. đấy thì nó sẽ kết hợp được với cả cái, cái, những cái tính năng như vậy. Đấy, trong cái bao bì đóng gói thì các bác sẽ được tặng kèm một cái sợi dây nguồn này à, và ở đây thì quyển sách nhân sự dẫn sử dụng một cái tô vít để chỉnh này một cái dâu uh, anten uh, bluetooth này để bắt được trực tiếp vào đây và khi mà mua hàng ở bên em thì bên em sẽ tặng kèm cho bác rất nhiều phụ kiện nữa nó lê mang cái phụ kiện ở đây ra cả đẩy cả lắp cả đẩy mấy cả vang nhé à, cả âm ly nhé thì khi mà các bác mua cái con này mà các bác lắp vào âm ly thì nó sẽ phụ kiện nó một khác và khi mà lắp vào cục đẩy công suất thì là phụ kiện nó một khác đấy thì khi mà các bác mua ở bên em thì các bác sẽ bảo là tôi mua về tôi lắp vào đâu thì em sẽ tặng kèm cho các bác ví dụ như các bác sẽ lắp vào âm ly ấy, thì em sẽ tặng kèm các bác là hai sợi dây canông hai đầu này đó và một sợi dây cắp quang dài 3 mét này một sợi dây av này và một cái bộ rắc để kết nối với những cái loa trầm loa súp còn trong trường hợp mà các bác uh, lắp với cục đẩy công suất ấy, thì thay vì là tặng kèm là cái dây ra hoa sen để lắp vào âm ly thì chúng em tặng cho các bác là hai cái sợi dây canông để trong trường hợp lắp với cả cục đẩy công suất đấy và cái con này thì đây đặt lên đây các bác nhá đều là hàng chính hãng của PS Audio này đây là tem chính thức hàng chính hãng này và mã cào để kích hoạt bảo hành điện tử cũng như là mã quét mã QR để các bác tra tra cứu cái hàng ở trên mạng internet ở đây thì uh, tem đấy ạ. ở bên này thì là cái tem uh, uh, thương hiệu PS Audio đây thì cách lắp ráp đây chung lắp đi. Uh, cung cấp điện nguồn và đặc biệt là với cái phiên bản nâng cấp là con SV20 so với cả con SV12 thì nó sẽ có thêm như này. Thứ nhất là hình thức đèn đóm nó đẹp hơn, các bác sẽ nhìn mẫu mã nó đẹp hơn nhé đẹp hơn đèn nháy đẹp hơn này, trang trí bắt mắt hơn này. Và đặc biệt nữa là cái phần tiếng mic ấy thì nó sẽ có cái thêm cái chế độ dì vợt là một cái rất là đáng quý là có thể cái chế độ dì vợt này, này. Thì cái phần tiếng mic các bác sẽ hát nó sẽ ngọt ngào hơn, nó sẽ nhẹ nhàng hơn và nó sẽ dễ hát hơn, nó không bị rú rít và cái phần bo mạch chống rú rít ở con này thì cũng bo mạch rất rất là to rất là to luôn Đấy, chút nữa mà có thời gian thì em cũng tháo luôn cái bo mạch này ra tháo ruồn ruột, ruột ra để các bác biết cái cấu trúc mà bên trong ruột của con này đấy hoặc là có thể là video sau thì em sẽ tháo thì đây là một cái phiên bản nâng cấp mới các bác nhé sv 20 ở đây thì uh, đây ạ à, các bác em giới thiệu qua là đây là cái đường tín hiệu từ con vang ra là đường tín hiệu dành cho loa trái loa phải này đưa xuống cục đẩy công suất để khuếch đại do dành cho loa trái loa phải đây là hai cái đường tín hiệu giá hai loa và trong cái trường hợp cụ thể này thì em sẽ đánh vào cái đôi loa bát 30 đây ạ à, đôi loa 330 và bác khách thì bác cũng có yêu cầu bên em là lắp vào cái đôi loa bát là soi cho bác là công suất là bao nhiêu ở đây thì uh, em sẽ rút một cái cầu loa ra thì trong cái trường hợp này nếu mà lắp như này thì đang đánh hai uh, đôi rồi cái trước trước mắt là em sẽ đánh một đôi trước đi tí nữa thì em uh, ở đây chút nữa thì đây các bác sẽ nhìn nhá công suất maximum của cái loa này là 550W 550W và đây là cái đường tín hiệu mà ra cái cục đẩy công suất này đó và tiếp đến là bên loa bên này các bác nhé loa bên này thì cũng chỉ lắp một dây thôi có nghĩa là đang để đánh một chiếc này thôi đây ạ 550W maximum đây ạ rắc ra 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 ra, ra cục đẩy công suất đây và đây các bác thông cảm là đây là một cái video trực tiếp Thì ra các bác sẽ nhìn ở bên em thì cứ uh, test hàng cho khách cái dây dợ cứ rút ra rút vào liên tục thành ra là nhìn trông nó rất là, là đại loại là bừa bộn nhìn trông dây dợ nó rất là lồi thồi luôn thì các bác thông cảm này Tại vì uh, cứ rút ra rút vào liên tục nhưng mà uh, bây giờ em sẽ thử cho các bác cái phần âm thanh nhé ở uh, đây thì cục đẩy công suất thì em sẽ đưa lên hướng 12 giờ thôi trung bình là 12 giờ rồi đây là hàng cái chiếc áp và chiếc áp là chiếc áp bi các bạn nó rất là thật tay này đây cũng quay qua một lượt cho các bác thì là uh, bác khách này uh, và cũng như các bác khác để xem nó kỹ hơn về cái uh, hình thức toàn bộ là màu đen hết màu đen hết này thương hiệu là PS Audio này mã sản phẩm bên này là con TD450 đây là hai cái tay sách hai bên đó ở phía sau là tem của xưởng sản xuất PS Audio này mặt trước đây hai chiếc áp công tắc ở giữa hai cột đèn nháy thông báo trạng thái hoạt động của máy ở đây thì là những cái lưới lọc bụi này một cái lớp mà e căng sắt ở ngoài và ở bên trong là lớp mút mà lọc bụi à, tiếp đến ở phía sau này các bác nhé phía sau con này thì ở đây là đường tín hiệu của giao loa thì các bác có thể là lựa chọn giữa rắc lưu trích đây là rắc lưu trích rút ra rút vào được hoặc là các bác có thể là sử dụng cái rắc vặn cài nếu mà các bác sử dụng ở gia đình thì các bác em khuyên các bác là hay lên sử dụng cái rắc vặn cài này này nó tốt hơn rất nhiều là rắc lưu trích rắc lưu trích nó chỉ nhìn trông nó đẹp mắt và nhìn trông nó hiện đại thôi chứ nó để mà tiếp xúc và truyền tải tín hiệu thì cái rắc vặn cài này nó sẽ tốt hơn Đó. và đây là cái đường tín hiệu mà từ vang xuống cấp cho cái con đẩy này thì với đường tín hiệu thì các bác sẽ có một lỗ vào một lỗ ra ở trong trường hợp đấy ạ các bác sẽ nhìn thấy hai lỗ không ạ lúc này em chưa cắm có nghĩa là một đường tín hiệu vào một đường tín hiệu ra trong trường hợp mà các bác đang lai like sang cục đẩy công suất khác đó còn đây các bác sẽ thấy là một dãy cái công tắc gạt này để các bác chuyển những cái chế độ là đánh gộp con này có chế độ đánh xít te đánh riêng rẽ dạ hai kênh công suất mỗi kênh là bốn một trăm w còn trong trường hợp mà các bác đánh gộp công suất là hai công suất gộp là một thì công suất nó được nhân đôi và nó chỉ ra một đường tín hiệu ra loa và công suất đã được nhân đôi. Đây là hai cái giác này nếu mà trong trường hợp các bác đánh gộp thì hai cái đường tín hiệu ra loa là hai cái rắc đỏ ở trên này. Giắc bên à, đây là âm và giác bên này là dương. Đấy các bác sẽ nhìn chế độ đánh gộp đúng không ạ? Chế độ bridge đánh gộp. Đấy như vậy. À, còn trong chế độ đánh cite thì riêng rẽ này. Đấy, và đánh tương tự nữa. Đây, đây thì những cái chế độ đều ghi có sơ đồ ở dưới này. Nó rất là rõ ràng, rất là minh bạch và dễ dễ sử dụng. Ví dụ sẽ chế độ cite thì gạt như nào, chế độ bra thì gạt như nào, chế độ tương tự đạt như nào. Đánh gộp như nào đấy tùy vào với cả cái cái, công tắc thứ thứ ba và thứ tư là cái chế độ là điện cái trở kháng của loa trở kháng của loa và đây là cách cách lắp đặt nữa đây ví dụ như sơ đồ đều có hết các bác nhé nó rất là sửa dễ ở đây thì hai quạt làm mát hai bên đây là hai quạt làm mát hai bên đó và bây giờ thì em sẽ đưa cái phần công suất âm thanh lên để các bác sẽ nghe cái chất âm của con này ở trong trường hợp cụ thể là đang lắp với một đôi nhá một đôi loa full bass 30 full đơn bass 30 ở đây thì em sẽ bật nhạc lên các bác sẽ thử này. À, các bác lưu ý là tất cả những cái chiếc áp ở con trên con vang này em đang để hướng mặc định. Đấy, mặc định là chưa chỉnh cái gì cả. Đấy, chỉ sử dụng cái chiếc áp ngoài cùng bên phía tay phải là cái âm lượng thôi. Em đưa sẽ đưa tiếng nhạc lên này. thứ nhất là các bác lưu ý là cái, cái, không gian ở cái cửa hàng ở bên em nó là 100 m2 hơn 100 m2 các bác nhé không gian rất là rộng hơn 100 m2 đang sử dụng với cả một đôi loa full đơn bát 30 nhưng mà các bác nghe âm thanh nó rất là dồi dào rất là chắc và rất là khỏe à, cái nữa là các bác sẽ nghe cái phần tí tách của loa nghe nó rất là phê tai rất là sướng tai luôn các bác nhé âm thanh rất là rõ ràng luôn. các bác sẽ nghe cái phần tiếng nhạc à, Tiếng tí tách của loa, tiếng kéo kẹt của loa Nó rất là rõ ràng, rất là tách bạch từng chất âm Nghe rất là phê, rất là hay à, Bây giờ em sẽ thử cho các bác cái tiếng mic Mic ở đây thì em sử dụng luôn cái mic có dây Bên mic, cái mic, mic này thì bên này em đang bán là 600 nghìn Bao ship về tận nhà cho các bác Dây dài 6 mét à, Cái mic này thì rẻ tiền nhưng mà tiếng cũng rất là ok luôn Ở đây em sẽ tăng Ở đây thì phần equalizer của cái vang này em để nguyên nhé các bác nhé Chỉ sử dụng cái phần echo tổng cái chỗ tổng hiệu ứng tổng là bạn hướng 1 giờ này và bây giờ sẽ tăng cái phần âm lượng của mic lên. À, tăng tiếp lên ạ. À. À, khi mà chúng ta vừa bật lên chúng ta phải dò âm lượng. Alo à, 6 7. À, nhích lên một chút nữa. Ok. Alo à, 1 2. Các bác nghe cái tiếng rất là sáng, rất là rõ mặc dù là chúng ta chưa chỉnh bất kỳ một cái gì ạ à. ở cái phần e cái giờ của mic. Chỉ sử dụng ba cái chiếc năng chính và đặt ở đây là trong trường hợp mic này là hai chiếc năng chính là phần uh, hiệu ứng tiếng mic và phần thứ hai đó là phần uh, âm lượng tiếng rất là rõ ràng, à lực một hai aler à một hai à lực, sáu. tiếng rất là rõ ràng rất là hay luôn ạ, à. 6, à sáu bảy một hai aler à à sáu bảy 1, à một hai Thưa thưa các bác vừa rồi là một cái bài test à, tương đối chi tiết về cái con đẩy em nhắc lại đây là một cái đơn hàng của một cái bác khách. À xin lỗi. À lấy lấy cái bộ mic không dây. <laughs> xin xin lỗi các bác là uh, vừa rồi là mãi làm quá là quên là bác khách này bác cái đặt ở bên em là cái bộ mic không dây nữa, VK8 nữa thì em thử luôn cái bộ mic, xin lỗi các bác. Đấy, à, cứ cứ cứ, cứ. À? À, khách lấy cái xí nữa Cái từ lấy làm video không nói, xin lỗi các bác nhá, bên cái này thì bên em nhân viên là nhận đơn hàng của ba có ba sản phẩm à. Ba, ba sản phẩm à? à <laughs> xin lỗi các bác là nhiều khi là em là phần kỹ thuật là chỉ làm video demo với cả test hàng thôi à, xin lỗi các bác là khách hàng là đặt là, lấy là một con đẩy này một con vang cái 9 vang số chỉnh cơ cái 9 con này con con ý cao cấp hơn con này rất là nhiều các bác nhá con vang số chỉnh cơ cái 9 người con cao cấp hơn con này rất là nhiều đây em cũng lấy cái con cái chín xin lỗi các bác Đấy, thế mà nhân viên cũng không thấy nhắc nhở gì cả à, Tiếp đến đây thì các bác nhá. Thứ nhất là đơn hàng có 3 sản phẩm. Bác khách này có 3 sản phẩm là con TD450 này, đẩy hai kênh này, con vang số chỉnh cơ KX9 Plus con này thì đắt tiền nhất hiện giờ trên thị trường là đắt tiền nhất và hay nhất rồi. Đấy, vang số chỉnh cơ. Tiếp đến là con mic uh, KX8, con này thì cũng là cái mã mà đắt tiền nhất của mic không dây của PS Audio KX8. Ở đây thì em sẽ cắm cái thiết bị vào đây em cũng sẽ ngừng cái kia máy để em tốt cái máy một chút em quay em lắp xong em quay lại các bác à, vừa rồi thì xin lỗi các bác về cái sự nhầm lẫn vừa rồi thì em nhắc lại đây là đơn hàng bác khách cái bác ấy đặt lấy ba sản phẩm thứ nhất là cái con đẩy cd uh, 450 thứ hai là con vang số chỉnh cơ mã của nó là kx 9 plus à, cái thứ ba nữa là một bộ mic không dây mã của sản phẩm là con vk 8 ba sản phẩm này đều là hàng chính hãng của ps audio Đấy, hàng chính hãng của PS Audio thì cái đơn hàng này bác khách thì bác ấy mua và nhờ người ở nhà bên Việt Nam là nhận hàng và gửi cho bác cái bác cái công tác ở bên nước ngoài à, bác khách là ở bên nào nước nào nhỉ à, bên Hàn Quốc à? à bên Hàn Quốc các bác nhá bên Hàn Quốc thì bác khách này thì bác ấy cũng nhắc lại là bác ấy yêu cầu là bên em là lắp cái con đẩy là vào cái loa full bát 30 Đấy và trong trường hợp này thì em sẽ bật lại tiếng. Vừa rồi thì đang thử với cả con SV20 là một cái dòng vang là rẻ tiền nhưng mà hay. Nhưng mà cái con KX9 này thì nó sẽ cao cấp hơn rất là nhiều các bác nhé Cao cấp hơn rất là nhiều, vang số chỉnh cơ. Đấy và nghe tiếng con này thì nó sẽ phát khác biệt hơn hẳn luôn. Bây giờ em sẽ bật tiếng đã. các bác là tiếng thì các bác sẽ nghe thấy tiếng nó sẽ sang hơn Sang hơn rất là nhiều so với con SV20 Đó Thì cái dòng vang số chỉnh cơ thì con này là đắt tiền nhất và cao cấp nhất hiện giờ trên thị trường Đấy à, Và cái dòng này thì uh, về gì chạy chip số thành ra là cái tiếng mic của nó có phần echo và gì vợt để các bác sẽ nhìn thấy có chuyện về cả echo và gì vợt này Đấy thì cái hiệu ứng tiếng mic nó sẽ hay hơn rất là nhiều Ở đây thì em sẽ thử cho các bác vì bác khách này bác cái đặt cái mic đây các bác nhé à, Đây là cái bộ mic không dây uh, VK8 VK8 đây các bác nhé thì cả cái con mic VK8 cũng như là cái con vang số chỉnh cơ KX9 Plus đây đây để thì bên em là bên đại lý phân phối thì nó rất là nhiều và đã quảng cáo cũng như là bên em cũng như là các bên khác thì quảng cáo rất là nhiều rồi thì trong video này thì em không 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 nói lại nữa thì trong cái con vang số chỉnh cơ thì nó có kèm thêm, thêm một cái điều khiển từ xa để các bác thay đổi những cái chức năng là volume hoặc là tín hiệu đầu vào đó âm lượng và tín độ đầu vào đây là cái điều khiển kèm theo con vang à, đấy là trong cái con vang à, đây là cái bộ mic không dây thì cái đầu thu đã đưa ra ngoài rồi các bác nhé và đây là hai cái tay mic thì hai cái tay mic thì em đã lắp pin vào cả hai tay rồi các bác sẽ thấy đây là cái tay này đây pin à, này cái con này sử dụng cái pin pin uh, gọi là pin 2 a pin 2 a pin này thì mua ở ngoài thị trường rất là sẵn cửa hàng tạp hóa là cũng có và cái nữa là các bác có thể là dùng sử dụng pin một lần hoặc là các bác có thể là sử dụng pin sạc đấy. với pin sạc thì các bác mua ở bên em thì bên em bảo hành cho các bác một năm một đôi pin sạc pin sạc thì nó sẽ kinh tế hơn và cái thời gian sử dụng nó sẽ lâu hơn À, và đây thầy đã bật cái mic lên các bác nhé. Mic này thì cũng quảng cáo rất là nhiều rồi. Trong cái video này thì em cũng không nói lại nữa. Đây chỉ là một cái video test hàng thôi. Em sẽ tăng âm lượng lên để em thử tiếng mic này. 6 v. Uh, mic VK8, một cái mã cao của uh, PS Audio. Đấy ạ. Hàng chính hãng của PS Audio, mã của nó là VK8. Uh, kiểu dáng thì nhìn trông nó rất là điệu đà luôn. Rất là thon gọn và điệu đà. Uh, chụp ở trên là chụp uh, bằng uh, uh, kim loại và cái cái đây cái, cái đơn hàng này của bác khách này thì bác ấy gửi bên nước ngoài thành ra cũng quan tâm rất là quan tâm về cân nặng này ví dụ như có 3 cái ba cái kiện này đặt cả hai cái tên mic này. đây em đặt cả cái tay mic luôn đây các bác nhé đặt cả cái tay mic lên cái tay mic này cũng đang bật và cái mic này thì có đầy đủ tất cả những cái chế độ hiện đại nhất bây giờ ví dụ như tự ngắt này tự ngắt gia tốc tự ngắt chờ này à, tiết kiệm pin này đó đây các bác nhé là các bác sẽ đây em đặt luôn đây các bác có biết cái cân nặng À, cái mic này nó chưa lắp cái chống lăn mà cái mic này nó có cái chống lăn chưa lắp vào ở à, đây có là 18 kg cả ba thiết bị này là là 18 kg mà chưa kể bao bì đóng gói đó vậy bây giờ em sẽ thử cái tiếng mic này đây là hai mic đầu bật các bác nhé à, mic này khi mà đặt xuống thì nó sẽ chuyển sang cái chế độ ngủ này ngủ đông này các bác sẽ nhìn cái hình cái mặt trăng này không đó lần sáu bảy một hai ba bốn năm sáu tiếng rất là phê luôn tiếng rất là sáng rất là trong. trong lên một hai một hai các bác thấy nhá đang lắp vào một đôi loa full và cái diện tích phòng ở đây là 100 mét vuông nhưng mà tiếng nói xa xả xa xả rất là rõ và rất là tròn tiếng rất là gọn tiếng luôn ạ tiếng rất là sáng và rất là ấm tiếng đấy với cái mic VK8 và trong cái bộ âm thanh này đây các bác khách này cụ thể là các bác khách này lần sáu bảy một hai sáu bảy các bác nghe tiếng nó rất là rõ tiếng rất là, tiếng rất là tiếng nó rất là chi tiết và rất là sáng tiếng luôn ạ 1 2 3 4 Lê ơi lắp cái chống lăn vào cái cái mic này đi. Đây thì em sẽ lắp lắp cái chống lăn vào cái mic này để các bác sẽ thấy cái mic này nó sẽ điệu đà hơn và nó có cái cái thiết bị bảo vệ là cái chống lăn. Đó. Đấy cho thiết bị đây gồm có, đây em bật nhạc lại đi nghe lắm. nghe cái tiếng nhạc nó rất là phê luôn đối với cái con vang số chỉnh cơ con này là cao cấp cao cấp đứng đầu trong top đầu thị trường thị trường các bác nhất thị trường nhé hay nhất và giá rõ ràng thì hay nhất và tốt nhất thì rõ ràng giá nó hơi căng một chút đấy vang số chỉnh cơ đấy và các bác muốn mà có cái giá thành mà êm nhất mềm nhất hợp lý nhất thì các bác sẽ liên hệ trực tiếp với bên em rất nhiều bác là thắc mắc là tại sao khi làm video mà tại sao không công bố giá công khai ở trên mạng thì thưa các bác là các bác phải thực sự thông cảm là cái này nó nó, nó thuộc về cái 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 một cái khía cạnh của những cái người bán hàng và nó trong trong trại bán hàng thì nó phải có một cái nguyên tắc riêng khi mà những cái giá mà công khai những cái hàng chính hãng này giá công khai ở trên mạng ấy thì phải theo cái giá liêm yết giá liêm yết ở bên công ty ví dụ như công ty PS người ta thì liêm yết cái giá từng này thì tất cả những cái đơn vị mà bán hàng của PS muốn đưa ra cái giá công khai ở trên mạng thì phải theo cái giá liêm yết Một là bằng giá liêm yết, hai là cao hơn Chứ không ai được phép đăng giá thấp hơn Nếu mà bà bán giá thấp hơn thì có nghĩa là bán phá giá Thì bán phá giá như vậy thì nó sẽ không bảo vệ cái quyền lợi của PS Audio Đấy, Thành ra là các bác mà muốn mà có cái giá mà hợp lý nhất, giá tốt nhất thì tốt nhất là các bác yêu quý bên nào Tin tưởng bên bán hàng nào thì các bác sẽ gọi trực tiếp vào bên cửa hàng đó thì người ta sẽ có cái giá cụ thể cho các bác thì mỗi một đơn vị mỗi một một cửa hàng thì sẽ người ta sẽ có một cái giá khác nhau thì mỗi cửa hàng này và cửa hàng kia thì nó sẽ có cái sự chênh lệch giá đấy thì các bác yêu quý những cái cửa hàng nào các bác tin tưởng cửa hàng nào thì các bác sẽ gọi điện và hỏi giá bên nào tốt bên nào sản phẩm tốt giá rẻ hàng chính hãng khấu mại khuyến mại tốt chế độ phục vụ tốt đấy, và những cái chế độ về sau này tốt thì các bác tin tưởng bên nào thì các bác sẽ đặt hàng ở bên đó đấy chứ còn nhiều khi là các bác phải thông cảm thực sự thông cảm là giá bọn em nếu mà đăng giá công khai ở trên mạng thì giá nó rất là cao thì theo cái giá liêm yết của công ty thì giá rất 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 là cao đấy còn giá thực tế bọn em bán thì nó sẽ giảm hơn rất là nhiều so với giá công khai thì thành ra là các bác muốn mà có giá tốt nhất chính xác nhất các bác gọi trực tiếp đến cửa hàng đó thì sẽ có cái giá tốt nhất cho các bác đấy và trong cái bộ của loại thể này thì em sẽ thử lại cho à. à L6, 7, à, lực 6, 7 1, 2. tiếng rất là sáng tiếng rất là rõ tiếng các bác nhé tiếng mic nó rất ok và cái này thì lắp thêm cả cái phần uh, uh, cái chống lăn này các bác sẽ nhìn thấy cái mic nó sẽ điệu đà hơn và nó sẽ tốt hơn vì nó có cái thiết bị bảo vệ đó và trên cái con vang này cũng như là các bác tất cả những cái thiết bị này thì em đã có những cái video giới thiệu rất là kỹ rồi bóc hẳn ruột hẳn máy ra để các bác quan sát cái cấu chết linh kiện ở bên trong rồi bác nào mà muốn quan tâm chi tiết hơn từng sản phẩm thì các bác sẽ ấn đăng ký kênh của em và theo dõi những cái phần video em quảng cáo chi tiết từng sản phẩm thì em sẽ để ở cái phần link mô tả hoặc là các bác sẽ vào kênh và ấn những cái model này ra cũng như là kèm cái số điện thoại của em thì ra sẽ ra những cái model này và giới thiệu những cái video chi tiết hơn còn đây là một cái video mà test hàng trước khi gửi đi cho khách hàng thành ra là em cũng làm rất là nhanh rất là nhanh thôi đấy thì các bác thực sự thông cảm là thứ nhất là thiết bị ở đây nó rất là bừa bộn với thứ hai là trong cái quá trình đây em làm là em làm cái video trực tiếp trực tiếp luôn không có cái sự chuẩn bị gì cả lúc đấy các bác thấy là còn sai cái 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 đơn hàng bác khách các bác đặt ba sản phẩm nhưng mà em lại để nhầm cái model của fv 20 đấy thì nhắc lại đây là một đơn hàng của một cái bác khách bác cái nhờ người ở bên việt nam nhận và gửi cho các bác cái sang bên hàn quốc cái bác cái công tác lao động ở bên hàn quốc và cái bộ sản phẩm thì em đã test xong À nhắc lại bộ sản phẩm gồm có 3 sản phẩm. Thứ nhất là một con đẩy TD450 đẩy 2 kênh, một con vang số chỉnh cơ cao cấp à, cao cấp KX9 Plus một bộ mic không dây cao cấp VK8. Tất cả là hàng chính hãng của thương hiệu PS Audio. Đấy và sản phẩm này em đã test xong. Cảm ơn các bác đã theo dõi video. Và các bác nhớ một việc là khi mà các bác theo dõi video thì em biết rất nhiều bác yêu kênh của Lương Âm Thanh và theo dõi video rất là nhiều. Thì các bác nhớ hộ em một việc là khi mà xem video mỗi đoạn video mỗi một video thì đều có những cái nút đăng ký màu đỏ. Các bác nhớ ấn nhớ ấn vào nút đăng ký kênh cái việc đăng ký kênh không mất cái chi phí gì của các bác nhưng mà các bác ấn đăng ký kênh là các bác sẽ giúp đỡ em rất là nhiều các bác sẽ hộ em là quảng bá cái thương hiệu của em sẽ nhiều người biết hơn đấy thì rất cảm ơn các bác và các bác sẽ nhớ ấn nút đăng ký à, xin chào các bác em cảm ơn các bác ạ